Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em sẽ lên nhanh bác một số mã hàng bên em hôm nay sẽ xả kho bán nhanh thanh lý trong dịp cuối năm nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k các bác nhá, nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đó, thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì rất nhiều cái mã hàng được giảm giá xả kho đấy, để các bác tranh thủ cập nhật lại cái giá cả cũng như là các bác chốt đơn nhanh luôn các bác nhá. Rồi, mã hàng đầu tiên em lên xả kho luôn cho các bác trong video hôm nay đó là cái combo súng 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 bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến đấy, thì hiện tại bên em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn đấy, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60 ngàn. Hôm nay thì em còn số lượng ít thì em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40 nghìn thôi. Đấy, 40 nghìn thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này. Công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V. Nên là về các bác cắm điện 220 các bác xả thoải mái cho em luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40 ngàn, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá, 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn đó các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40 nghìn. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều, dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15 ngàn cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15 ngàn. Đây em báo giá lại bác này. Combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá thì sẽ có giá là 40 ngàn nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cái súng như này là một combo này là 40 ngàn này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15 ngàn nhá. Đấy, sẽ có giá là 15 ngàn thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều, còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua theo combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy, thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40 ngàn, mua thêm keo nến thì đang có giá là 15 ngàn cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái, còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn, 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Đấy, bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi cái này về để chuyên cho bác về cạo râu cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35, bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi. Đấy, thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70 ngàn, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 40 ngàn thôi, 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này, chỉ có 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40 ngàn. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép đó nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các bạn nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi nên các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này là ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này cùng với lại cái bàn cạo này, các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy, thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây,
Đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn. Là về thoải mái các bác xài luôn, là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo nha. Sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này nó dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá. Đang xả kho bán nhanh luôn là 40.000 một bộ này các nhá. 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về lô mới xả kho luôn 150.000 cho một cái bộ này các nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén, đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá, cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin cái thứ, là các bác lắp cho em thoải mái luôn, các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi, dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp chiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá. Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. À, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như là các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đây em lấy cho bác coi này, đây để em lấy cho bác coi nhá, bác cùng xem. Đây, cái này chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em, đấy, ấn nhẹ luôn cả. Đấy, các đấy không ra lỗ luôn nhá. Đây này, đấy, ví dụ các bác khoan, các bác định vị này, rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này. Đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy, thấy không? Lỗ rất ngon đây này, các nhìn này. Bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này. Chính xác ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá. Ok luôn. Đấy là cái cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000 bút. Cái bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhá, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn. Về là mình có đồ cái là mình, ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150. Còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để cho các bác mua về sử dụng này. Chiếc móc khóa titan rất chất lượng luôn. Con này chất liệu nó là titan siêu nhẹ và là siêu cứng nhá. Đấy, titan là một cái dòng kim loại siêu nhẹ nhưng mà lại siêu cứng. Cái này chuyên nó là hay làm vỏ máy bay nữa. Đấy thì cái này nó là dạng móc khóa chuyên dùng cho dân leo núi dã ngoại cắm trại kìa. Đấy thì đây, em về một cái lô này rất ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 một chiếc thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan. Bên em đang bán một cái chiếc móc khóa titan này với giá chỉ có 10.000 thôi, 10.000 thôi các nhá. Đây, cái hai của sản phẩm này em sẽ quay luôn bác coi này. Hai của sản phẩm ở đây. Là bình thường là các bác mở xem cái lẫy ra này thì nó là thành một chiếc móc bình thường này. Đấy, như bao chiếc móc bình thường thôi. Nhưng mà nó hay có đâu nó có cái vòng xoay này. Đấy, khi mà các bác xoáy lên thì nó sẽ siết chặt vào. Đấy, cứng vào luôn, khóa chặt luôn nhá, không thể lật ra lật vào được hay là nó bong được nhá. Cực kỳ ok. Đấy, các bác mua về để
sử dụng này, rồi là thậm chí cái này anh em dùng làm xích chó cũng rất chắc chắn luôn. Đấy, rất ok, nói chung là đa năng lắm, con này đa năng. Rồi là anh em móc đồ, móc chìa khóa này, cái thứ ok luôn, nhẹ nhàng tình cảm, 10.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái móc khóa titan, đấy, chất liệu siêu cứng siêu nhẹ, giá đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn, mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ như mình các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá. Cái dây thép xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn, cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 đúng không nhá, 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k có nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nha. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đấy, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê về cái sản phẩm này, quá ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng cái thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp cho em xem là lưỡi cắt cỏ nhá. Xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nha con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt này, em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho các bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này, mai thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này, và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicone. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicone nên các bác có thể luồn lách những cái phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nha, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhá. Đấy, treo lên tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhá các bác nhá. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán, các bác dán lên tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy, thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào, đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này, để chuyên các bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài.
Một bộ này với giá sẽ là 60 ngàn nhá, thì bên em sẽ tháo rời ra khi mà vận chuyển về các bác lắp đặt là sai thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy các bác có thể dính cái tường nhá, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy. Chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cái cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này, quá ok luôn. Ngon này nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn điện tích nhá, sạch sẽ ngon này. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái móc dán tường. Đấy, cái móc này thì bán rất nhiều và dùng cực kỳ thích luôn. Cái móc này chịu tải lên đến là 15kg này. Đấy, móc cực kỳ khỏe và nó dính rất là chắc. Đấy, thì bên em đang bán một cái chiếc móc dán tường này với giá sẽ là 10k thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường. Đấy, móc dán tường. Hàng này thì cứ bao dùng bao chất đi. Đấy, bên em bán gọi là hàng cũng rất ok rồi. Đấy, tuyển chọn cho bác những cái mặt hàng ok nhất để bán cho bác này. 10k một chiếc móc dán tường này, chịu được sức nặng là 15kg. Đó. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng này. Đấy thì về trước khi các bác dán này, các bác vệ sinh sạch sẽ về bề mặt các bác cần dán, sau đó các bác định vị vào. Đấy, và các bác bóc cái miếng bảo vệ cái miếng keo ra. Đấy, và các bác dán trực tiếp vào. Và khi mà một cái lưu ý nhỏ nhỏ, khi mà các bác dán này thì các bác để trong vòng là 24 tiếng để cho keo nó chết đi. Xong bắt đầu là các bác đã đeo đồ lên nhá. Các bác đừng đeo ngay. Đấy, phải để trong vòng 24 tiếng. Sau đó các bác đã đeo đồ lên để cho nó chắc chắn hơn. Đấy, thì bên em đang bán là 10 ngàn cho một chiếc móc dán tường này các bác nhá. 10k một chiếc. Đây là các bác ơi, đây anh em đang dán cái túi đồ nhà em rất là to này. Đấy, túi đồ nặng chĩnh luôn nhá. Đây như con này nó chịu tải ok luôn. Cái móc này anh em đang dán mà đây em dán lên cái này là cái tường sơn luôn nhá. Dán lên cái tường là tường sơn luôn đấy chứ không phải là tường gì đâu. Tường sơn các thứ các bác dán thoải mái luôn. Ok luôn đây. Đấy, chắc chắn ngon lành, cái túi này rất là to nặng luôn đấy. Nặng chịu này, sắp đứt dây này. Nhưng mà móc vẫn nguyên si luôn. Cực kỳ nhiều đồ em để cái túi rất là to luôn. Đấy mà đây cái này nó chiến ngon lành luôn nhá. Đấy thì về các bác dán lên tường nhà mình, treo đồ, treo đạc các thứ rất ok luôn, tiện lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân trước các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy, rồi đặc biệt là người già chị em đi chẳng may nó bị ngã những thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể pha với 500ml 500g này và với 5 lít nước này, quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500g. Đấy, về các bác tùy theo nhu cầu. Thì mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó, tưới nó lên. Sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, tối nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, thấy không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, thấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, thấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500g nha. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó là dạng bao tay lao động, thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy.
bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhé, nó không bị sức sát rồi, nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ rồi ra đấy, rồi đứt, đứt tay rồi đấy. Ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này này, hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm đấy, mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp, nó chám một cái lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổi lên li ti này đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn đấy. Thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ các bác là 10 ngàn một đôi, thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một, hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy, thì em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động đấy, bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10 ngàn nhá, một đôi là 10k, các bác lấy 5 đôi, 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này, đây này một set này là 12 đôi này đấy, thì đây một set này là 12 đôi, thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70 ngàn. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá có rất là tốt luôn, giá rất tốt luôn. Nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70 ngàn thôi, còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k. Và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa, thì đây một set nguyên si 12 đôi là nguyên nguyên túi này nè đấy, thì là về các bác dùng 12 đôi các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi đấy, về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70 ngàn thôi, giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn đấy, lẻ là 10 ngàn một đôi các nhá. Đó, bao tay lao động nhá, về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ là rồi là cắt cành cắt cây cũng ok luôn đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok đấy, mình đi vào cho nó yên tâm không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10 ngàn, 5 đôi là 40 ngàn, và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70 ngàn nhá, 70 ngàn đấy là bao tay lao động. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái con đèn học này đấy, lên mã với em sẽ là sản phẩm là đèn học nhá. Đèn học này thì là đèn học chống cận luôn đấy, về để các bác sử dụng học tập này, làm việc này đấy, rồi là trong điều kiện mà các bác không có ánh sáng thì mình có thể dùng cái con đèn này. Cái sản cái hay của con đèn này là nó có pin tích điện bên trong các bạn, nó có pin tích điện bên trong đấy, nên là về các bác xài rất là tiện nhá, nó có cả pin luôn đấy, nghĩa là trong trường hợp là mất điện là các bác vẫn có thể xài bình thường luôn nhá. Đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một đèn và một cái cọng dây cáp sạc để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này đây. Và trước khi đi vào quay chi tiết em sẽ báo giá luôn để các bác đỡ sốt ruột này. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận luôn. Đèn học chống cận hôm nay em cũng xả luôn cái sản phẩm này. Bữa trước đang bán là 130 ngàn, hôm nay em xả luôn, còn có một ít nữa. Bán nhanh cho bác luôn, giá sẽ là đi 70 nghìn. 70k nhá, 70 nghìn thôi. Đèn học chống cận, xả nhanh bán nhanh luôn 70 nghìn. Đây cái con này thì nó là dòng mắt LED nhá, mắt LED XT này. Đấy, cái nhiệt độ màu của nó là 4000 cho đến 4500W. Cái nhiệt độ ca màu này thì nó là từ 4000 đến 4500W, thì nó rất là tốt cho mắt này. Đấy, rất tốt cho mắt luôn. Bình thường là các bác hay xài những cái điện mà nó lên đến khoảng tầm 5500 6000 nó hơi bị chói, nhưng mà con này nó từ 4000 đến 4500 nó rất là vừa phải. Đấy, rất là dịu cho mắt nên là nó rất là tốt cho mắt luôn. Đấy nên là hay gọi là đèn học chống cận nhá. Công suất là từ 2W cho đến 10W nhá. Thì nó có sẽ có các chế độ sáng khác nhau, từ sáng nhất này, sáng vừa phả này. Đấy, nói chung là công suất là từ 2W cho đến 10W nhá. Và nó sử dụng nguồn điện là nguồn điện DC 5V 1A. Tức là về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể là sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại mình là các bác sạc đây. Một con đèn rất nhỏ gọn nhá, các bác có thể mang đi mang lại rất là tiện. Đấy, lúc nào dùng các bác mở ra. Mở này lên. Đó. Và đây là cái phần hộp bút này. Đằng sau này, đấy thì về các bác dắt vào đây. Các bác dắt vào đây chưa? Dắt vào đằng sau nhá. Đó, dắt vào đằng sau. Để các bác có bút biết các thứ ấy, là các bác cho vào đây. Cho vào đây để các bác sử dụng, các bác đựng bút viết. Đây, đấy, các bác cho vào đây. Đẩy nó xuống. Đó là thành một chiếc đèn. Và nó có chỗ để các bác để bút đây luôn. Đây là cái hốc để bút nhá. Còn nhân vật chính ta đây là đèn. Đèn thì đây là hai cái thanh LED nó chiếu sáng này, có thể gập lên gập xuống rất tiện này, có thể xòe ra xòe vô đây, đấy xòe ra xòe vô rất tiện dụng luôn nhá. Rồi đằng sau thì là cái cổng sạc nhá, đây là cái cổng sạc vô, đấy cổng sạc vô. Con này bên trong là nó có sẵn pin rồi, thì về nếu mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây, cắm sạc vô đây. Sau đó là một đầu là các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình để các bác cắm sạc cho cái đèn này, và lúc nào đầy pin thì các bác rút ra và các bác xài thôi các bác nhá.
rất tiện dụng, không cần dây dợ đâu nha. Mình có thể mang đi công tác này, đi chơi này, rồi đấy những cái chỗ nào mà không có điện đóm này thì mình có thể mang ra làm việc này, học tập này, sử dụng công việc này. Đấy, rất ok. Hoặc là trong là mất điện thì mình có cái đèn mình xài luôn. Đấy, con này thì bấm rất là dễ. Thì các bác bấm vào cái nút bấm này này. Đấy, bấm vào cái nút này cho em là đèn nó sẽ lên, có thế thôi. Bấm nút này cho em là đèn nó sẽ lên, có thế thôi các bác nhá. Đây này, em sẽ bật test cho bác coi nhá. Đây này, các bác bấm đây là bật này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy thì nó sẽ có 3 mức độ sáng nhá. Đấy, nhỏ nhất này, và sáng vừa vừa này, và sáng nhất này. Đấy, sáng nhất. Đấy, nói chung là cái ánh sáng này thì thoải mái các bác sử dụng học tập làm việc rồi. Đây là cái nút bấm của nó nhá. Đấy, các bác cứ chạm vào đây thôi, nó hiểu cảm ứng nhá. Chạm vào đây cái là nó sẽ bật tắt cũng như là thay đổi các chế độ sáng của cái đèn này, có thế thôi. Đấy, thao tác rất là dễ dàng đơn giản nhá. Giá bình dân hạt rẻ được 70.000 thôi. Xúc ngay cho em cái con này về các bác xài sử dụng này, cho con cá nhà mình học tập này, đèn học chống cận này. Đấy, rồi là các bác sử dụng học tập làm việc ok luôn, đang xả kho. Đèn học chống cận nhá, đang xả kho, có tích điện đầy đủ luôn, với giá sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Cái này nó là dòng đèn tích điện. Đấy, đèn học tích điện đấy các bác nhá, đèn học tích điện là 70.000 cho một chiếc đèn học chống cận nha. Một cái siêu phẩm hiện tại đang rất là hot luôn, làm mưa làm gió trên thị trường, đó là cái con máy cạo râu 9D. Đa chức năng luôn, con này thì có thể cạo râu này, tỉa lông mũi này, tăng đơ này. Đấy, rồi là có cái phần massage mặt rất tiện dụng luôn. Đấy, giá thì vô cùng là bình dân. Đây em sẽ báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy cạo râu 9D. Đấy, máy cạo râu, mã của nó sẽ là 9D nhá, 9D. Với mức giá thì bữa trước bên em đang bán là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác một cái mức giá sập sàn luôn. 100.000 cho một chiếc máy cạo râu 9D nha. 100.000 có nhá, 100.000 một chiếc đây. Mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Hàng này thì của thương hiệu Sever. Đấy, Sever là một trong những thương hiệu chuyên về đồ cạo râu, máy cạo râu rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đấy, bộ sản phẩm sẽ trong hộp sẽ đầy đủ các phụ kiện đi kèm này, đầu rửa mặt này, tăng đơ này, tỉa lông mũi này. Đấy, bên trong thì sẽ có là thân máy này. Đấy, thân máy. Rồi là cái cọng cáp sạc đi kèm. Đấy, cọng cáp sạc đi kèm nhá. Đây là thân máy này. Thân máy chính nha. Thân máy thì đã lắp sẵn là cái phần đầu dao cạo rồi nhá. Đấy, đầu dao cạo rồi. Và đây là cái cáp sạc nhá. Con này nó sử dụng cũng là cái nguồn điện DC 5V, các bác về cứ cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác có thể sạc thôi. Đây là cái phần chân sạc của nó này, cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác có thể là sạc cho cái máy này rồi. Con này thì sạc một lần các bác dùng chắc cả tháng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá, pin cực kỳ trâu đây. 9D này, thương hiệu Sever này. Đấy, thì hàng này của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá, nên thì khi mà các bác cạo ấy, nó rất là ngọt cũng như là nó cạo nó rất là nhanh. Đấy, nhiều bác hỏi là nhiều bác về bảo là nó hơi khó cạo, thì đây em hướng dẫn bác luôn. Cạo ấy thì các bác cứ bật máy lên, sau đó các bác dí đều cho em, dí đều này các bác, dí đều đấy, dí đúng nha cho em này. Đấy, các bác cầm ở đây, cầm chắc máy đấy, sau đó các bác vừa ấn vừa dí, ấn và dí nhá, ấn và dí nhá, cứ ấn và dí này cho em, ấn và dí này cho em. Đấy, ấn sát vào cầm nhá. Con này này nó có một cái lớp màng bảo vệ nên là các bác cứ dí thoải mái cho em, không lo nó bị ăn da rồi nó đứt da đâu. Đấy, bác nào mà cạo mà bị chảy máu thứ rồi bên em bảo hành cho bác luôn, yên tâm quá nhá. Cạo cực kỳ sát chân nhưng mà lại không bao giờ tạo ra cảm giác bị khô rát hay là bị đau hay là bị đứt hay là bị chảy máu gì cả. Ngon lành cái nào luôn, bán siêu nhiều rồi. Đấy, các bác dùng phản hồi cạo rất là ngọt luôn. Đấy, bên trong này em mở ra bác coi. Đấy, sẽ gồm có hệ thống 3 lưỡi. Và cái hệ thống này thì nó sẽ có chức năng là xoay vào vòng này thì nó sẽ có chức năng là tự mài sắc nhá. Đấy, tự mài sắc nên là các bác yên tâm là các bác càng cạo nó càng sắc, càng cạo càng sắc. Đấy, cái bản chất nó rất là hay. Đấy, thì lúc nào vệ sinh các bác mở cái phần này cho em này. Đấy, lâu lâu các bác mở ra vệ sinh. Đấy, dùng cái bàn chải các bác cọ cho nó sạch hết những cái phần tóc các thứ nó dụng vào trong này nhá. Đấy, rất ok. Đấy, thì cạo các bác bật máy này, bật máy là cứ thế đấy các bác dí, dí sau đó các bác dí đều nhá, dí và các bác dí đều nhá, dí thật sát nhá, dí thật sát và thật dí thật đều. Đấy, dí thật sát và dí đều, nói chung là các bác nên ấn tay một chút nhá, các bác đừng hờ hờ. Đấy, cạo là các bác phải ấn tay vào đây, miết tay vào. Đấy, thì nó với ăn sát với cái chân râu thì nó chém nó mới đứt được các bác nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về các bác bảo nó cạo không đứt, cạo không đứt chẳng qua là các bác không biết dùng, em nói luôn đấy, chẳng qua các bác không biết dùng. Chiếc con này cạo cực kỳ ngon luôn. Đấy, bác nào biết dùng cạo rất ngon luôn. Đấy, bác nào mà dùng ok cho em xin một cái phản hồi dưới bình luận luôn, rất ok. Đấy là cái phần đầu cạo râu. Tiếp theo thì sẽ có luôn đấy bác, là một cái đầu này là cái đầu tăng đơ này, ôi đầu tăng đơ này. Đấy, thì bác nào râu dài quá đấy, thì mình có thể là lắp cái này vào mình tăng đơ trước đi. Đấy, cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy, lắp cái này vào để các bác cạo cho râu nó ngắn đi này. Đấy, khi mà cạo ngắn rồi thì mình có thể dùng cái đầu kia mình cạo qua một lượt cái là nó sạch ngay. Đấy, và tiếp theo thì là một cái đầu để cho các bác về các bác tỉa lông mũi này, thì về các bác lắp vô đây. Đấy, tháo cái đầu rút ra.
Đấy, tháo ra rút vào rất là dễ mà các bác chỉ việc rút ra này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác lại cắm vào cái là ok luôn. Cái này bật lên thì các bác dùng để các bác tỉa lông mũi này. Đấy, con này tỉa lông mũi cũng rất là ngọt nhá. Đấy, tỉa lông mũi rất là ngọt luôn. Và lúc nào mà muốn massage mặt thì các bác lấy cho em cái đầu này là cái đầu massage mặt này. Đấy, đầu massage mặt. Cái này đầu này các bác có thể kết hợp với lại sữa rửa mặt. Đấy, để ví dụ như là các bác vừa massage mặt dùng để vệ sinh. Đấy, vệ sinh cái khuôn mặt của bác này. Đấy, con này nó kết hợp với lại sữa rửa mặt rất là tốt luôn. Đấy, nó giúp sữa rửa mặt thẩm thấu tốt hơn nhá. Đấy, rồi là massage khu vực mặt của bác nhá, thích hơn. Đấy thì các bác lắp vào, sau đó các bác bật này. Đấy là cơ thể nó xoay. Đấy, sau đó các bác dí vào trong mặt của bác này. Đấy, và các bác cơ thể các bác dí vừa massage vừa chải sạch cái phần da mặt của bác nhá. Đấy, đỡ bị nhờn nhức thứ này, rất ok luôn. Đấy, đây là cái đầu massage mặt nhá, đầu massage mặt rất ngon lành luôn, máy chạy cực kỳ khỏe. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dây đít này là các bác xài thôi, có thế thôi. Máy thì bao gồm là một thân máy đi kèm là những cái đầu này, đầu cạo râu này, đầu tỉa lông mũi này, đầu tăng đơ này, đầu rửa mặt này. Đấy, rồi là có phần cộng dây cáp sạc. Với một mức giá 100.000 như này mà các bác mua cho em cái con máy này thì giá nó quá là bình dân luôn các bạn, giá quá bình dân luôn, đa chức năng. Đấy, mua một con máy này về là các bác xài là đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu gì cả, về là chỉ việc xài thôi. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là máy cạo râu mã 9D nhá, 170.000. Đang giảm cho bác một cái mức giá gọi là sập sàn luôn, chỉ còn có 100.000 thôi. 100.000 cho một cái con máy cạo râu 9D nhá. Đấy, 100.000. Hàng mới nguyên trong hộp nhá, hàng mới nguyên trong luôn. Hàng bao ngon bao dùng bác luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, lúc nào mà các bác cảm thấy là các bác cạo mà không được thì các bác cứ alo liên hệ bên em sẽ hỗ trợ xử lý cho bác, bảo chỉ cho bác cách cả các bác cạo được thì thôi. Nói chung là cam kết bác là cạo ngon lành nhá. Cạo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuýp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuýp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng này, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuýp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nhá. Có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt nhá.
Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. À, dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này coi như này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy các bác gấp gọn vào các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 nhân 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu nhá, 150.000 một cây, đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy. Mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá thôi nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây nha, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái, con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên nó không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc mà hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này. Rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá. Báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp. Ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có cái giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này. 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn.
hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này, made in Germany này. Đó, made in Germany nhá, quá xịn sò luôn. Đây đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này đó, hàng của Đức nhá, made in Germany, chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000 tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn để bên em vừa gửi hàng nhanh, và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá, giá sẽ được giảm. Đây đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá, rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy năm lớp luôn này. Đấy, song to, hàng này năm đáy năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. Ingen này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó không chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này, hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn, hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây có vung viếc ngon lành luôn này. Đó rồi, đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quay B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này, và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn các bác nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy.
Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ, nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa, nên là nó sấy trong phòng phòng kín các bạn, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu thế rất là ok đấy. 90k nha, 90k. Cứ lên mã đi em, sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi ăn bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Chuyện sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, hàng size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài các nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ em nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi, giá rất là rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá. Táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80.000 nhá, 80.000, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho, nên nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp, hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này, rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên máy em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, đây bình thường các bạn nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bạn nhìn này, như ngón cá luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống. Và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80. Còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80. Khay mứt hoàng gia. Cái này thì em số lượng em còn có duy nhất một cái luôn này. Đấy, một cái này là em lấy để em quay cho bác này. Em quay em hay quay cái này này, em lấy ra để quay cho bác coi này. Đấy, em cũng xả luôn mãi luôn vì em cũng dùng một cái em mua từ năm ngoái rồi, nó vẫn còn. Đấy, nếu mà kể mà nó hỏng thì em thay, nhưng mà nó chưa hỏng, bền dã man luôn. Đấy thì còn một cái thì em lên mã xả kho nốt luôn đấy bác nhá. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay mứt hoa sen nhá, cái khay mứt hoa sen, hoặc là cái khay mứt hoàng gia đều được. Đấy, khay mứt hoàng gia nhá. Đấy, nhìn đúng chất hoàng gia luôn, màu thân vàng cực kỳ đẹp này. Đấy thì nó sẽ gồm có là năm cái hũ nha. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, sẽ gồm có là 4 cái hũ xung quanh và một cái hũ trên đỉnh nha, rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ ok. Nó có thể là quay tròn này có nhìn. Đấy, có thể quay tròn luôn. Đấy thì về các bác dùng để mình để đựng bánh, đựng kẹo các thứ rồi. Đấy, đựng bánh, đựng kẹo, đựng mứt miếc vào đây cho em rất ok luôn. Thì sản phẩm này thì khi mà bên em gửi thì sẽ tháo rời nhá, sẽ tháo rời ra. Đấy, tháo rời nguyên hộp như này. Đấy thì về thì các bác trong cái hộp ấy nó có một cái tờ hướng dẫn sử dụng, em sẽ để kèm cái tờ này vào này. Đấy thì về các bác lắp đặt theo đúng cái hướng dẫn sử dụng của cái tờ này là ok. Đấy, còn khi mà bên em gửi thì sẽ tháo rời ra để tiện cho việc vận chuyển. Còn nếu mà gửi đúng nhà thì đóng nó rất là dễ vỡ nhá. Đấy thì nên là các bác về chịu khó lắp lại giúp em nhá. Đó thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái khay mứt hoàng gia nhá. Em còn có duy nhất một chiếc, em xả luôn bác này. Khay mứt hoàng gia. Đấy, khay mứt hoàng gia nhá. Bữa trước đây cái sản phẩm này đang bán là 180.000 mà em còn duy nhất một cái thôi. Em cũng lên mã xả kho thanh lý luôn. Bán nhanh, bác nào may mắn là được luôn này. Giá chỉ còn có là đi 130.000 thôi. Bán nhanh luôn. Đấy, may mắn nhất các bác nhá. May mắn là bác nào được chốt luôn đây này. Khay mứt hoàng gia 130.000 còn có duy nhất một cái nhá. Duy nhất một cái nhá. Đấy, bác nào nhanh tay chốt gọi điện luôn với em theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp ở trên màn hình các nhá. Đây. Đấy, tổng xả kho
Đấy, tổng dọn kho xả kho nhân cái dịp cuối năm, đấy, dịp giáp Tết. Đấy, còn những cái món nào lặt vặt thì em bán nốt luôn. Rồi. Tiếp theo thì cũng là một cái mã khay mứt, đó là cái khay mứt con hươu. Em cũng còn duy nhất một cái mã này. Thì cái mã này em cũng là cái đồ để em lấy em quay mà. Đấy thì cũng còn có sót kho đúng một con này thôi, không còn ở đâu ạ. Vì thứ nhất là bên em cũng không nhập hàng nữa và thứ hai là còn cái gì thì bán cái đấy thôi ạ. Đấy thì còn có duy nhất một cái con nhà. Đấy con này là con khay mứt con hươu nhá. Thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ là cái khay mứt hươu 2 tầng này. Đấy khay mứt hươu 2 tầng. Cao cấp nhá. Mang đến sự sang trọng hiện đại tiện dụng cho gia đình bạn này. Đấy, con này thì hàng made in Việt Nam. Đó. Hình thức là 4 ngăn một tầng nhá, 4 ngăn một tầng thì nó sẽ có 2 tầng, tổng là 8 ngăn. Đó, tổng là 8 ngăn. Đó thì em còn có duy nhất một cái này, em cũng lên mã xả kho luôn nhá. Bữa trước cái này thì bên em đang bán là 100k, lên mã em sẽ là cái khay mứt hiêu 2 tầng. Bữa trước đang bán là 100k, hôm nay em về đây bác mức giá cực kỳ giật mình luôn. Còn duy nhất một cây bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 60.000 đúng nhá, 60k thôi, 60k. Đấy bác nào nhanh tay chốt đơn vào việc luôn này. Đấy còn có gì một cái luôn đây. Cái sản phẩm này sẽ gồm có là đi hai cái khay nha, để về các bác để đồ này. Thì mỗi mỗi một cái khay này nó sẽ gồm có 4 ngăn, 1 2 3 và 4 là một cái hình tròn ở giữa này. Đấy thì sẽ gồm có là 4 ngăn và các bác có thể chồng lên nhau. Đấy có thể chồng với nhau nhá, rất tiện dụng luôn, có thể chồng với nhau này. Đây, chồng với nhau như này. Đó để các bác trồng nhau, sau đó là các bác có một cái nắp vung này, các bác đậy lên. Ở đây nó có cái hình như con hươu này. Đấy, hình con hươu rất đẹp luôn nhá. Đó thì các bác đậy cái nắp lên. Phần nắp này có cái phần kính trong suốt này. Đấy để các bác nhìn thấy đồ ăn bên trong. Đấy về các bác bày mứt hoa quả này, mứt miếc Tết cuối năm ok luôn nhá. Ok luôn, rất đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là sang trọng và rất là đẹp luôn. Đó, nhìn rất là chất lượng nhá. Giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 60.000 thôi. Đấy em xả kho luôn cái mã luôn. Đấy còn duy nhất một cái nhá. Bán nhanh luôn này. Lên mã giúp em sẽ là cái khay mứt thiêu 2 tầng nhá. 60k cho một cái khay mứt thiêu 2 tầng này, 60.000 một cái nhá. Bán nhanh xả kho luôn. Đấy, còn có duy nhất một cái, các bác nào nhanh tay vào việc chốt luôn. Tiếp theo ở đây thì em còn một số cái thảm Đông Vũ này, còn có khoảng tầm 4 5 cái nữa nhá, 4 5 cái nữa. Đấy thì cũng có mấy màu nhỉ. Đấy mấy màu này. Thì em còn 4 5 cái nữa nhá, thì em cũng lên mã xả kho cái mã thảm Đông Vũ này luôn. Đấy cực kỳ đẹp chất luôn, đây em sẽ quay trực trực tiếp cận cảnh cái chất của cái thảm cho bác nhá. Đấy nó là dạng thảm Đông Vũ cực kỳ mềm, sờ rất là thích luôn. Về các bác giải sàn nhà thứ này. Đấy. Rồi là xải trong phòng trong nhà làm đồ decor trang trí này. Đấy, trải thảm lên nhà các bác sử dụng cho nó đi cho nó ấm chân này, rất là thích luôn nhá. Đây nhá, cái này là em cũng đang dùng một cái để em quay luôn bác này. Em cũng đang giải một cái ra cho bé anh em hay nằm ở đây chơi này, dùng rất thích luôn nhá. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Cái sản phẩm thì kích thước của nó sẽ là 1m6 x 2m nhá, lên mã giúp em sẽ là thảm Đông Vũ nhá, kích thước là 1m6 x 2m, cực kỳ là to luôn. Đấy các bác về giải thảm nhà mình, giải trải ra sàn nhà mình nhá. Con này thì cái phần chất Đông Vũ nó rất là mịn luôn, sờ rất thích. Đấy sờ rất thích luôn, cái chất Đông Vũ cực kỳ mịn. Đây em sẽ quay cận cho bác này. Đấy cực kỳ mịn nhá, nó là dạng Đông Vũ cực kỳ mịn. Phần mặt sau thì nó sẽ có những cái phần đính chi tiết nhỏ nhỏ, thì nó là những cái viên cao su non nhá, để khi mà các bác trải trên sàn nhà nó bị trơn trượt, nó bị xô dịch nhá. Toàn bộ nó bo viền hết luôn. Đấy, toàn bộ nó bo viền hết luôn, rất ok luôn. Đấy. Thì hôm nay em cũng em còn có mấy cái nữa em cũng xả kho luôn cho các bác luôn, xả kho luôn nhá, xả kho thanh lý bán nhanh bác luôn. Còn 4 5 cái nữa, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thảm Đông Vũ nhá. Đấy thảm Đông Vũ. Bữa trước thì cái này bên em đang bán là 290.000, hôm nay em còn mấy cái em bán nhanh. Đấy bác nào may mắn thì chốt nhanh luôn này. Giá chỉ còn có là 170k nhá, em thanh lý xả lỗ vốn cái mã luôn. Đấy 170k một chiếc thảm Đông Vũ nhá. Kích thước là 1m6 nhân với lại 2m nhá. Đấy em xả kho còn có 170.000 thôi. Đấy 170k một chiếc thảm này. Rất to, cực kỳ đẹp luôn. Đấy các bác trải nó đều ra nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Cái này thì nó theo cái dạng hệ là hệ lông kiểu dạng hệ màu loang ạ. Chỗ đậm chỗ nạt như là nhìn nó rất là đặc biệt nhá. Nhìn rất đẹp, đặc biệt thì rất là đẹp luôn. Đó, rất ok nhá. Đây. Cực kỳ đẹp luôn. Bác về giải ra quá ok luôn. Đấy. Chỉ có 170.000 thôi. Giá rẻ giật mình vì cái này là giá này là em thanh lý cuối năm mà, nên là bình thường là các bác có những cái bác mua trước ấy. Đấy, giá rất là cao luôn. Đây, em còn có mấy cái em xả nốt luôn. 170k một cái nhá, lên mã cho em sẽ là thảm Đông Vũ nhá, kích thước là 1m6 x 2m nhá.